Chào mừng các bạn trở lại với kênh kỹ thuật phần cứng. Mình là Lê Quang Vinh, LQV77, admin kỹ thuật phần cứng.vn. Trong video clip này mình sẽ giới thiệu bộ combo bo TV đa năng có DVT2 cho màn hình 17 inch, độ phân giải 1280x1024. Ở trên màn hình chúng ta là bộ combo gồm có là một bo DVT2 remote, cáp này là cáp 30 pin, 10 cặp tín hiệu. Độ chiều dài bề ngang của cáp là 32 mm. Thì cáp này thông dụng nhất cho tất cả các loại màn hình 17 inch vuông, độ phân giải 1280x1024. Một số trường hợp đặc biệt thì cáp này khác thì mình sẽ tra ra ship và liên hệ với trực tiếp với mình nha. Chứ còn cáp này nó hỗ trợ lên đến 99% tất cả các màn hình. Bộ phím nút, phím nhấn 7 nút, một bo co áp 4 bóng. Một số ít trường hợp thì nó sẽ sử dụng bo 2 bóng. Và một số rất hiếm trường hợp là nó sử dụng bo LED. Thì đây cũng là trường hợp thông dụng nhất. Nếu mà anh em rơi vào những trường hợp đặc biệt thì liên hệ trực tiếp với mình để mình đổi sản phẩm, đổi cho cái bo co áp 2 bóng hoặc là bo LED cho nó tương ứng. Về màn hình sử dụng cho combo này là màn hình 17 inch, độ phân giải 1280x1024. Nó cũng dùng chung cho màn hình 19 inch cùng độ phân giải 1280x1024. Và mình sẽ tiến hành test cái bộ combo này. Cáp tín hiệu. Lưu ý là dây màu đỏ cắm bên này ha, đủ 30 chân. Nguồn chỉnh zoom vị trí 5V. Bấm phím nhấn 7 nút kèm mắt ẩn remote. Cao áp 4 bóng. Bộ sản phẩm này mình bán trên Shopee với giá là tầm 450 đến 500 ngàn tùy theo thời điểm. Có thể cao hơn và thấp hơn ở thời điểm khác nhau. Giá chỉ mang tính tham khảo. Giá bán thì thường không có kèm nguồn và lo. Anh em có thể mua thêm nguồn và lo. Nguồn thì sử dụng nguồn 12V. Đối với màn hình này thì phải dùng từ 4 đến 5 ampe. Do combo mình đã nạp sẵn độ phân giải nên ở đây mình cắm là màn hình đã lên ok. Trong clip này mình chỉ giới thiệu cái bộ sản phẩm combo, không phải review chi tiết, nên anh em có nhu cầu xem chi tiết thì tìm lại những cái video clip review từng sản phẩm cụ thể. Ở đây mình chỉ test và review cái bộ combo. Đối với ngôn ngữ, một số dòng bo nó có tiếng Việt và một số dòng bo thì không có, tùy theo vạch sông, tùy việc theo vạch sông và phiên bản của bo. Đa phần thì sau một thời gian ra, bo sẽ cập nhật có tiếng Việt hoàn chỉnh đầy đủ. Vấn đề tiếng Việt tùy theo phiên bản, tùy theo vạch sông của bo và tùy theo vạch sông của phần mềm thì nó sẽ có tiếng Việt hoàn hảo hoặc là tiếng Việt chưa hoàn hảo, thậm chí là không có tiếng Việt. Trong cái bo mình đang review trực tiếp này thì tiếng Việt nó hoàn hảo. Tiếng Việt thì sau thời gian nó ra bo thì nó sẽ cập nhật và nó sẽ có tiếng Việt hoàn hảo thôi. Những cái bo nào nó không có thì một thời gian sau nó cũng cập nhật phần mềm và nó cũng có tiếng Việt hoàn hảo thôi.
Anh em có nhu cầu mua sản phẩm thì liên hệ mình số điện thoại 0386088311 cuối. Mình có để lại link bán hàng trong Shopee. Combo thì chưa bao gồm lon, chưa bao gồm nguồn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.